Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin đến từ Ukraine cho biết là Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga tập kích toàn lãnh thổ. Tổng thống Zelensky cho biết là Nga đã tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái trên toàn lãnh thổ của Ukraine, nhưng không thể khiến cho Ukraine phải gục ngã. Ông Zelensky cho biết rằng đối phương tấn công tất cả các mục tiêu dân sự suốt đêm qua và sáng ngày hôm nay. Máy bay không người lái tự sát và hỏa tiễn đã tập kích toàn bộ Ukraine. Kẻ thù có thể tấn công các thành phố của chúng ta, nhưng không thể khiến cho chúng ta gục ngã. Bình luận của ông Zelensky đã được đưa ra sau khi giới chức của Kiev cho biết 4 vụ nổ xảy ra ở trung tâm thành phố khiến cho một số tòa nhà dân cư đã bị phá hủy và ít nhất là một người bị thiệt mạng. Nhiều thành phố, thí dụ như là Mykolaiv và Odessa cũng ghi nhận những vụ nổ lớn. Ở Mykolaiv, một kho nhiên liệu đã bị trúng hỏa tiễn và bốc cháy dữ dội. Tại tỉnh Zaporizhia ở miền nam Ukraine, nhà máy này cũng đã bị ngắt kết nối với lưới điện của quốc gia trong ngày hôm nay sau khi các cuộc pháo kích của Nga. Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia là Energatom cho biết rằng kẻ thù một lần nữa đã bắn phá tất cả các trạm biến áp cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, khiến cho đường dây 750 kV đã bị ngắt vào lúc gần 4 giờ sáng. Tập đoàn thông báo như trên, một cơ sở năng lượng của tỉnh Dnipropetrovsk khi của Ukraine cũng đã bị trúng hỏa tiễn ở trong đêm, khiến cho đám cháy lớn bùng lên. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak trong ngày hôm nay tiếp tục kêu gọi trục xuất Nga ra khỏi khối G20 và các nhóm quốc tế khác và cho rằng lực lượng của Nga đang tìm cách tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng để làm tê liệt cuộc sống của người dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc không kích đã được tiến hành để trả đũa vụ nổ làm hư hỏng cây cầu ở Crimea. Ông Putin trong ngày 14 tháng 10 cho biết là không cần thiết phải có thêm các cuộc tập kích lớn vào Ukraine lúc này. Bản tin tiếp nối cho biết là liên minh quân sự của NATO diễn tập hạt nhân ở châu Âu. Thông tấn xã AFP của Pháp đưa tin cho biết là liên minh NATO trong ngày 17 tháng 10 đã bắt đầu một cuộc diễn tập hạt nhân mang tên Steadfast Noon, nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động huấn luyện định kỳ và thường xuyên đã được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và không liên quan tới tình hình hiện tại. Cuộc diễn tập có sự góp mặt của 14 trong số 30 quốc gia thành viên của khối NATO. Cuộc diễn tập này sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 10 với sự tham gia của máy bay ném bom tầm xa B-52 của Hoa Kỳ. Có tổng cộng 60 chiếc máy bay sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện qua nước Mỹ, Anh và Biển Bắc để diễn tập một kịch bản sử dụng bom hạt nhân được Hoa Kỳ bố trí tại châu Âu. NATO cho biết là bom hạt nhân thật sẽ không được sử dụng. Phát ngôn viên của Liên minh NATO Oana Lukashenko cho biết trước đó rằng cuộc diễn tập này để bảo đảm hoạt động răn đe hạt nhân của Liên minh vẫn an toàn, bảo đảm và có hiệu quả. Tổng thư ký của NATO, tướng Jens Stoltenberg tuần trước đã bác bỏ mọi lời kêu gọi hủy bỏ cuộc diễn tập và cho rằng động thái đó sẽ phát đi một thông điệp sai lầm, đồng thời khẳng định sức mạnh quân sự của NATO là một cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ một căng thẳng leo thang nào. Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine tăng lên sau khi Tổng thống Nga Putin trong tháng trước cho biết là Nga có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, kể cả các loại vũ khí với mức độ hủy diệt khác nhau để bảo vệ cho toàn vẹn lãnh thổ nước Nga. NATO cho biết là liên minh không nhận thấy bất kỳ một thay đổi nào trong tình hình năng lực hạt nhân của Nga, bất chấp lời lẽ cứng rắn từ Điện Cẩm Linh, tuy nhiên họ vẫn cảnh giác. Tiếp nối là bản tin cho biết là Liên Hiệp Quốc kêu gọi hành động khẩn cấp nhân ngày quốc tế xóa đói nghèo. Trong một thông điệp nhân ngày quốc tế xóa nghèo 17 tháng 10,
Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres đã kêu gọi nỗ lực làm mới, cam kết vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tổng thư ký Guterres đã nhấn mạnh chủ đề trong năm nay là nhân phẩm thực sự cho tất cả và cần lời kêu gọi hành động toàn cầu khẩn cấp trong bối cảnh bất bình đẳng đang gia tăng, các nền kinh tế quốc gia và hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do mất việc làm, giá lương thực và năng lượng tăng vọt cùng với nguy cơ suy thoái toàn cầu. Không chỉ vậy thì cuộc khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột đang gây ra nhiều đau khổ, trong đó những người nghèo nhất đang bị tác động nghiêm trọng. Trong khi đó, các mục tiêu phát triển bền vững đang ngày càng khó đạt được hơn. Và do đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hành động đầu tư cho các giải pháp, lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo và các nền kinh tế xanh và tạo ra công ăn, việc làm. Tin từ Paris cho biết là Pháp điều tra về vụ thi thể một bé gái 12 tuổi được tìm thấy trong vali. Theo thông tin trên tờ báo The Guardian đưa tin trong ngày 17 tháng 10 cho biết, cảnh sát ở Pháp đã mở một cuộc điều tra sau khi thi thể của một bé gái 12 tuổi được tìm thấy trong một chiếc vali bên ngoài nhà của cô bé. Nạn nhân tên là Lola, được cho là đã bị cưỡng hiếp, tra tấn trước khi bị sát hại trong ngày 14 tháng 10. Hai nghi phạm, trong đó có một phụ nữ 24 tuổi và một nam giới 43 tuổi, đã phải ra trình diện trước một thẩm phán tại Paris. Hai người khác cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn. Một cuộc điều tra chính thức đã được khởi động với các tội danh là cưỡng hiếp với hành động tra tấn man dợ và che giấu tử thi. Chiều ngày 14 tháng 10, cha của bé Lola đã báo tin là cô bé bị mất tích sau khi Lola không trở về từ trường học, vốn chỉ cách nhà cô bé một khoảng cách ngắn. Ngay sau đó thì các điều tra viên đã phát hiện ra dấu vết của một vụ bắt cóc trong khu nhà. Tới buổi tối cùng ngày thì thi thể bị trói của Lola đã được một người đàn ông vô gia cư phát hiện. Thi thể được đặt trong một chiếc vali ở khoảng sân gần khu nhà nơi mà nạn nhân sinh sống, nằm ở quận 19 ở Paris. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy là nạn nhân có các vết thương ở cổ họng. Cơ quan công tố của Pháp cho biết là Lola đã bị bóp ngạt thở. Nghi can chính đã bị bắt giữ trong ngày 15 tháng 10 khi đi cùng với em gái 21 tuổi của mình. Người này bị bắt gặp trong một camera an ninh với Lola sau khi nạn nhân rời trường học một vài phút. Sau đó thì cô này đã bị cảnh sát địa phương nhận thấy là đang đẩy một vali lớn bằng nhựa. Cảnh sát Pháp vẫn chưa xác định được động cơ gây án của các nghi can. Nghi phạm chính được cho là một người thất nghiệp sống trên đường phố và gặp vấn đề về tâm thần. Trở lại một bản tin với nước Nga cho biết là quốc gia này tuyên bố hoàn thành lệnh động viên. Theo thông tấn xã của Nga TASS, thị trưởng của thủ đô Mạc Tư Khoa, ông Sergei Sobyanin, trong ngày 17 tháng 10 cho hay là Mạc Tư Khoa đã hoàn thành lệnh động viên một phần của Tổng thống Nga. Ông cho biết rằng, dựa trên thông tin của Ủy viên quân sự Mạc Tư Khoa, mục tiêu của lệnh động viên một phần dựa trên sắc lệnh của Tổng thống và được thực thi bởi Bộ Quốc phòng đã đạt được hoàn toàn. Theo thị trưởng Sobyanin, các văn phòng tuyển quân tại Mạc Tư Khoa sẽ đóng cửa vào lúc 2 giờ trưa ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Giấy gọi nhập ngũ được gửi tới những người chưa ra trình diện sẽ không còn có hiệu lực. Trong ngày 21 tháng 9, khi cuộc xung đột tại Ukraine sắp bước sang tháng thứ 8, Tổng thống Putin đã phát lệnh động viên một phần để bổ sung thêm quân số thường trực cho quân đội của nước này. Ngay sau đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, ông Sergei Shoigu, cho biết rằng số binh lính thường trực bị động viên sẽ là khoảng 300.000 người. Cho tới ngày 14 tháng 10, ông Putin cho biết là đã tuyển được 220.000 binh sĩ trên tổng số 300.000 dự kiến được huy động. Ông Putin cho biết, tôi nghĩ quá trình huy động lực lượng sẽ được hoàn thành trong khoảng 2 tuần tới. Theo thông báo của Nga, sinh viên và nhân viên trong một số lĩnh vực như là công nghệ thông tin, truyền thông hay là ngân hàng sẽ không bị triệu tập. Cho dù vậy, trong quá trình thực thi lệnh động viên một phần, giới chức của Nga đã gặp phải một số những sai lầm.